Ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an tỉnh Bình Thuận điều tra một cơ sở sản xuất hơn 10.000 lít dầu diesel tái chế từ nhớt thải. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 9, Công an huyện Hàm Thuận Nam bất ngờ kiểm tra và thu giữ hơn 10.000 lít dầu diesel được tái chế từ nhớt thải của một cơ sở nằm sâu trong lâm trường thôn Lập Đức, xã Tân Lập, do Tống Phương Bằng, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ. Bằng khai, khoảng đầu tháng 8 năm 2023, đã đến lâm trường này thuê đất, thu mua các loại nhớt thải từ các tiệm sửa xe ô tô, xe gắn máy ở các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu và axit sulfuric, hóa chất phụ gia khác, đem về xưởng tái chế thành dầu diesel. Bằng đã tiêu thụ 11.000 lít dầu diesel tái chế từ nhớt thải tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.